được khoảng 200 trận tỷ lục. Đây là bài toán khó đối với đội tuyển như La Vampai. Moomin Sport cũng không chủ động đẩy, và Swift vẫn đang có được những thông tin cực kỳ là quý giá. Còn đối với Geek Farm thì Slim cũng đã bắt lại, và đó là top 9 đại diện đến từ Malaysia. Còn 8 team còn lại cũng với 22 player, nhưng Vampai với việc mà các bạn nhìn họ chiếm lại khu vực nhà thờ đi, họ đã mang về cho mình được 4 kill ở trong map đấu này rồi. Moomin Sport đang đẩy lên, nhưng Nuzi vừa rồi đang nằm với tên gặp vị trí anh Chan Stone. Vampai chỉ còn cái tên Tony Kay đấy thôi. Vâng, bắn dấp vào hổ vào đây, những cái tên bên team Boom họ đã mang về cho mình được điểm kill thứ 6 rồi. Bắn phá để có thêm cho mình đó những điểm kill, nhưng Misery vừa rồi đã bị bắt lại. Jodu đang có spam trong làn khói để có thể bắt được vị trí của đối phương. Tiền lượng đạp chưa phải là quá nhiều, bây giờ một khi đã bị lộ diện thì đó là dấu chấm hết dành cho việc BPA tới Eagle. Nữ Talon cũng đã mất đi tận 2 người rồi. Moomin Sport họ thừa thắng xông lên, họ biết mình có cơ hội. 3 người đang đẩy xe đến để có thể kết liễu đi Talon. Và khi lên anh đang có những viên đạn không chuẩn xác như này, có thể rồi kết bao lái xe kiểu gì này. Vâng, rụng xuống nhưng vẫn xe là một cái tốc độ dành cho cái viên bên kia thì Moomin Sport đã nói với Lydic ở đây. Lydic đổi được cho mình một mạng rồi, nhưng của một Bình Han và Yu là người có trong mình được 6 kill. Tôi phải nhấn mạnh lại trận đấu này là trận đấu mày chàng này đang chơi rất may, nhưng Frenzy cũng không kém cạnh khi mà anh chàng này có cho mình được 6 kill. Để xem rằng những chiêu Frenzy sẽ xử lý như thế nào. Han và Yu là người mà có KDA Lim là 3.8, tức là trung bình mỗi một trận khoảng gần 4 kill đến từ vị trí của anh chàng Han4U. Người đang đối đầu với Han4U là Frenzy với 0.8. Đây là KD của những trận đấu trước, chưa tính trận đấu này. Nhưng vị trí của Frenzy đang thông minh. Ôi, đơn giản rồi, và cái top 1 nó vẫn thuộc về cho cái này bên phía team Moomin Sport trong trận đấu thứ 5 ngày đấu hôm nay. Tại nhiều công trình, còn đây là Moomin Sport với chủ lý lái đã bị bắt lại. Cần phải cẩn thận nha, khi mà Frenzy nằm xuống thì lại không thể nào trụ lại được quá lâu, nhưng mà đó là những pha cover tầm xa cực kỳ ổn. Moomin Sport chấp nhận mất 2 người. Hôm nay không thể cứu được nữa rồi, vòng bóng thứ 3 vòng bóng sát thương là bắt đầu rát. Lumi thì cũng đang còn áp sát tầm gần, khả năng lái xe gặp rát đó vẫn chưa thực sự là quá ổn. Thì đây sẽ là một cuộc giao chiến mà Geek Farm quyết định là chơi đối công luôn với đối phương. Nhưng liệu chơi được hay không đây, khi mà Ponbit đã có một tình huống đỗ xe và bắt ngay được lều cuối cùng đến với Geek Farm và đó tốt. Còn với câu chuyện của chú Rui liền giờ vẫn đang cố gắng trả những quả nét sang các thành viên bên phía Team Boom. Nhưng ở khu vực container này ném nét để có thể nốc bằng đối phương là rất khó. Trừ khi là may mắn, còn với câu chuyện ném nét của Moomin Sport thì nó dễ hơn rất nhiều, khi đó là những quả nét ném vào khe cửa giữa hai nhà. Đó là double knockout dành cho Boom. Sau khi cứu người lên, họ đầy đủ 4, chắc chắn đây sẽ là tiếng đẩy tổng lực đến từ lab của Moomin Sport. Cả lúc trả một quả lửa ra để che cầu thang, nhưng có vẻ như khu vực căn nhà 2 tầng này không phải là điểm đến đầu tiên của Moomin Sport. Họ sẽ tìm ra khu vực căn nhà 1 tầng để khép góc, còn phơi những cái điểm hạ gục trước đó rất dễ dàng. Và bây giờ mới là câu chuyện lên nhà và bắt người còn lại đến từ lab của Julius cố gắng nhảy xuống đến thường trực Kaluk với cầu đế bên trong tay, nhưng trước mặt là 4 thành viên của Moomin Sport. Cơ hội dành cho Kaluk là bằng 0. Ghê, đúng là đôi khi vừa có khác. Moment knock out và confirm được Chelsea, nhưng chỉ cần trượt chân xuống đây thôi là đi đến từ lab của Fekland. Có những người trượt chân trước thì lại là mid của P. Barut. Boom là team đầy đủ 4 người, à như vậy Boom đủ 4 kìa. Lấy tôi chắc nhìn không đủ giọt máu và bây giờ là Fay. Moment bị knock out, Fekland còn 2, lại mất thêm người thứ 3 rồi và chỉ còn 1. Lợi thế quá lớn được dành cho KVB với team Moomin Sport, đương team vô địch của Sea Spring. Họ sẽ tràn xuống và tìm nốt cái bài cục của bên phía team P mà thôi. Và top 1 cuối cùng gọi tên đương team vô địch Sea Spring đó là Moomin Sport. Rồi sẽ có thêm những trái shop được trả ra đến từ Lapa, nhưng không ổn rồi. Nacel đáp bên tới và Lapa đã nằm. Và khi Talon bắn nhau với cả bên phía thành viên của team BTI, chắc chắn người mừng nhất ở đây đó chính là Boom. Như vậy thì BTI đã bị clear rồi. Rõ ràng đây là một cái góc mà cả Boom và cả Talon Esports đã set up quá đẹp để không cho BTI một cơ hội nào cả. Nhưng sau đó thì Talon đi vào vết xe đổ của BTI với những vị trí hơi trống. Hai người nằm xuống, Red Fade bị confirm. 4v2, Boom đang đẩy lên cực kỳ mạnh mẽ. Misery cũng đi. Và 4v1 ở đây không có phép màu nào được tạo ra.
tới từ các thành viên của Dalon Esports cả. Bùm đang áp sát lên và Lamborghini nốc thêm một nữa, làm hai nào. Lambo ơi, không được rồi. Crazy VOMP tâm trắng vẫn làm một cái gì đó quá khó chịu. Hai thành viên còn lại bên phía của Dingo Sabi ở đâu rồi? Cần phải đẩy lên một cách nhanh chóng hơn. Bây giờ thì Parazin cùng với đó là Shadow mới tới. Lambo đang làm camera di động, cứu lên thành công rồi. Lambo làm gì đây? Còn biết bắn yếu thêm một người nữa và Parazin hết được cầu sang một thứ hai vết đai. Bên phía bên này thì Shadow đang bị quay. Shadow quẩy dẻo quá. Shadow ơi, tình huống đảo cánh liên tục. Và tình huống đưa về là một vết một giữa Parazin cũng như cả vị trí của đối phương. Và Parazin không thể thắng được. Cái tên đó là Zume. Và liệu nó có đến hay không vị trí của đối thủ đây? Ta hãy cùng xem. Một quả nết và nó có vẻ trả ra chậm thà mình rồi. Sosia tôi nghĩ rằng thằng này Mega Mind nên tập trung cứu cơ đội của mình. Nhưng Earthy đã vay nằm lại. Frenzy đã gục Lapa. Và BTR đang vỡ vụn trước cái tên Boomer. Còn Bit đã nằm. Luxy bắt được footstep của đối phương nhưng nhìn kia có một guy crowd bắn xuống quá rát. Một chấm máu còn lại tới từ Luxy. Và không có phép màu nào cả khi mà trên tay của Frenzy là một khẩu UMP với tâm trắng. Như vậy 9 sẽ điểm. Là 9 điểm dành cho Lab của Team Secret ở ngay trong trận thi đấu săn hốc đầu tiên này. Còn bây giờ câu chuyện các thành viên bên của Sosia làm thế nào để tiếp cận lên trên khu vực 2 crowd với một Boom Esports đang còn đủ 4 người đây. Boom Esports vướng qua cầu và cũng là một phương án qua cầu thành công đến từ bên phía Boom Esports đã không từ từ đang. Chiếc phát đạn bộ đội bên phía TDK thông cho thành công không nào và đó tuống thuốc thành công đến từ bên phía Boom Esports và thậm chí rằng bắt yếu được một người bên phía TDK nữa cơ. Nhưng từ từ đang tâm đổ bóng thành công, nhảy xe ra đến từ đường bên phía Big Farm, à không đó Boom Esports liên tục đổ bạn đến từ cả hai trận này. Còn với TDK mất đi hai người, Boom thì bị gạt một. Một cuộc trao đổi lời đến từ bên phía Boom Esports và anh Trang Lưu đẩy ra đứng chống để sấy ừ. Sai lầm thuộc về cho vị trí của Lưu rồi khi là mất đi là quá nhiều và Lazy bắt được vị trí của Lưu. Phá thông chốt thành công của Boom Esports và kiếm thêm được ở đó khoảng tầm 2 điểm kiều. Rất lời nha. Quả đét cuối cùng của Lenix không đem lại lượng bóng nào cả. À không có nha. Nửa cây bóng đã ra đi và đây là pha mà kẹt từ hai hướng. Không chạy nổi nữa rồi. Cover kịp thời đến từ team khác là Boom Esports làm người thứ ba. Tiểu Đạo sẽ ở đây rồi. Top 16 một kiêu tục về cho AQ. Và đương nhiên lợi thế mở ra dành cho Boom Esports. Họ có 3 kill rất nhanh và không mất bất cứ một các bóng nào cả. Một pha di chuyển tham minh rất hay của bên phía Boom Esports. Và đó điểm yếu thứ tư thuộc về họ luôn. Và sáng cá nhân đã là có. Còn với những câu chuyện những người Indo tuần trước không được góp mặt ở Super Sunday thì tuần này các thành viên của team Morph họ lại đang chưa thực sự là mát máy khi mà lại được chăm sóc bởi chính người đồng hương của mình mang tên Boom Esports. Nhưng đang có thêm những đạn bắn từ phía sau lưng. Đó là Flippy cover. Đổ đến cho mình cái mạng của Razy cố gắng confirm. Nhưng lại có thêm cái SG của Sosia nữa. Xong. Thì Morph họ đã rất nỗ lực. Nhưng những nỗ lực đó thì lại không được đền đáp. Một xíu. Anh có lại thì sao đây? Dao Esports đang khê vào Boom Esports. Một đại diện cũng đã bắn khá bay ở trong map thiếu này. Và Zami tiếp tục lên tiếng. Acel nằm xuống. Dù bạn thành công tiếp tục lên bon beat. Hai bên đang ăn miếng trả miếng với nhau lá liên tục rồi. Boom Esports đang còn hai người. Còn với Talon thì họ cũng thế nhưng bây giờ áp lực là bóng là quá lớn đi. Talon Esports còn một người mà thôi. Đó là anh chàng Mission ở tuyến xa. Thì lời là vô, họ đang cố gắng bắt tất cả những cái điểm kill ở dưới nước. Mới là cùng với Lapa. Ai sẽ là người đi trước đây? Nhưng vừa rồi thì Lapa chết đuối còn với Jimmy. Bắt được cái tên Yumi rồi. Boom chỉ còn hai. Nhưng nhà vệ sinh vẫn là cơ sở để họ có thể cứu nhau lên được. Cố gắng spam với theo. Đã là khuất góc rồi từ thủy Jimmy. Và sau đó là Mela lên bờ. Điểm kill 3 dành cho Dudu. Và bây giờ sẽ là điểm kill thứ 24 dành cho Boom Esports. Trận thi đấu quá khủng khiếp. Vâng, chúng ta cùng xem nào. Vũ mà hiện tại gieo đi đang có những pha bắn chéo đến của Fate nhà. Fate moment đã gặp có rồi nhưng Zeri hiện tại chỉ còn một vài cái bóng mà thôi. Tiếp tục xây đến từ Fancy thì không ai đâu vào cả. Rất đáng tiếc thì Fancy thì nhìn cháy vừa rồi. Sẽ cần phải chậm lại một chút. Nên đang được cẩu sang vào vị trí của bên phía TVT team. Đó là cái thể Anva và lần cuối cùng của Alter Ego thì vẫn đang lật được cơ. Và thậm chí Anva còn đã có cho mình một điểm kill đến từ moment. Winter Red ngã.
Và Onze cũng đã phải nằm. Tình huống đưa về là 1v1v1 và đó là kết thúc một gọi tới bên phía TV Timbo. Chúng ta đang phải giao tranh ở khu vực mạng sườn núi. Và giờ thì hãy cùng xem là Bumi Sport họ đã mất đi vị trí ở Frenzy và chỉ còn lại đúng một player duy nhất ta thôi. Những tình huống cố gắng confirm. Tất nhiên Batman đã đi. Tuy nhiên Bumi Sport thì chỉ còn lại vị trí của Bobby. Bobby đã nằm. Rezai sẽ phải làm như thế nào đây? Vị trí của Rezai đang gặp rất nhiều khó khăn. Những tình huống cố gắng bóc máy từ tầm sau cũng đang gây ra sức ép đối với bộ đội bên phía Team Flash. Tuyến máu chúng ta đã hồi phục được rồi. Nơi quán hết. Trông hơi rung. Thì cần phải cẩn thận. Đến từ vị trí của Quang Trì. Những quả đồ nào nhất tiếp ném sang và Rezai tỏ ra mình là người cực kỳ kinh nghiệm. Cứ ném nét sau đổi vị trí, và thậm chí tôi đã nhìn thấy màu sắc của Judo Island Star có thể máy đứng ở đằng sau cơ. Ta sẽ cần phải cực kỳ cẩn thận cho vòng bóng thứ tư đốt sẽ là khá đầu. Quang Trì đẩy lên của Quang Trì. Sai Tam Minh đến từ Quang Trì. Và giờ đẩy lên thì Rezai cân 3. Trời ơi, rất đáng tiếc dành cho Team Flash. Alpha cố gắng nét nhưng đó chỉ là tình huống nét để có thể tạo ra khoảng trống cho Enforce You knock out xong rồi. Bây giờ là 2v2, tuấn cho đôi nào. Vẫn là Boom rồi, bởi với việc họ có đầy đủ nhân sự thì họ cũng sẽ tiêu tốn đi bớt những lượng thông tin của cái này về bên phía bàn. Tây Ngô vẫn thêm những quả nét cho Zami Mai. Làm gì đây? Vẫn có Zami Mai à? Cũng phải có gì nhưng ngay sau đó Zami Mai phải nằm và top 1 ở trong 3 tiếng này. Nó vẫn thuộc về chủ đề về bên phía như Boomy Sport. Sport ta phải nắm xuống Boomy Sport và đang phải có 3 phía sở đến để lô gần cùng với cả những đồng đội của mình với Zami Mai không? Đó là vị trí anh chàng vậy gì? Chỉ còn một ít máu nữa mà thôi. Renzi đã cố gắng trả smoke ra để cứu lại những đồng đội của mình nhưng trông như có vẻ là hơi khó khi ở khu vực này. Có quá nhiều đội tuyển khác họ cũng muốn bắn vào khu vực cái tay miền bên phía Team Boom và cả Zimity. Bây giờ thì Razy chạy đi đầu đây, đó là một quả đét chính xác cho vị trí anh chàng Logan. Bôi tiếp một quả lửa, Logan đang muốn tiếp cận với đó là vị trí của Frenzy. Vâng, Frenzy chỉ còn được khoảng 5% máu thôi. Nhưng trên người Frenzy vẫn đang có nét. Cái góc của Logan không thể mở ra được phía bên ngoài. Nhưng quả nét được trả ra đến từ Frenzy. Nó clear đi hoàn toàn cái này viên bên phía Team Zimity. Họ mặc hai team cùng với Boomy Sport. Trận này Boomy Sport đã bắn quá bay. Và Jimmy vừa rồi đã phải nằm. Muốn là 2v4 giữa Big Mighty và Boomy Sport. Frenzy hạ gục thêm cả Job Frankie. 16 điểm kill đang có ở trong túi của cái này về bên phía Boomy Sport. 17 điểm kill và bây giờ là 4 vs 1 ở quá khó dành cho vị trí ở Zakun. Crazy đã tiếp cận rất gần và Zami Mai vừa rồi bị knock out với Zakun. Bon Beat cũng đã phải nằm lại và Boomy Sport bất tài người, nhưng cái top 4 ở trong trận đấu thứ 5 ngày thì hôm nay nó vẫn thuộc về cho cái này bên phía team Boomy Sport. Một trận đấu họ mang về cho mình được gần 30 điểm. Và cái vị trí top 1 của cái này bên phía Single Star kia bắt đầu bị lung lay. Một tiếng ống bị knock out nhưng Unforgiu tay viên bên phía Manta Eagle họ cũng đã gặp một chút khó khăn. Đây là một tình huống mà cái tay viên bên phía Boomy Sport họ sẽ leo từ dưới leo lên, nhưng ở phía trên có Manta Eagle còn cả cái tay viên bên phía team Fake làm nữa. Một quả nên tiếp tục được trả ra đến từ vị trí của Lopi. Jammy Mày vừa rồi cũng đã gục thêm một thành viên nữa bên phía team Manta Eagle rồi. Boomy Sport đã còn cứu lại được 4 người nhưng những quả nên nó là quá chính xác đến từ vị trí anh chàng Razy. Lopi có thể làm gì hay không? Tình huống mà Lobby cố gắng trả lên đánh ngược lại với cái này về bên phía Team Boom. Uống một góc mà chúng ta nhìn thấy cái này về bên phía Team Fake Clan họ không thể làm gì được khi mà đây là một góc quá sai của cái này về bên phía Team Boom Esports. Còn Lobby bây giờ gặp khó rồi, điểm kill thứ 9 dành cho cái này về bên phía Team Boom. Khoảng cách đã được tạo ra là quá xa so với cái này về bên phía Team Gosar bây giờ, thậm chí là cả Judo Alien ở phía dưới. Còn lại Unforgiu và còn lại Alpha. Thậm chí còn cả những trái nét tới từ bên phía của Under Eagle nữa. Và với trái smoke này thì có vẻ như thành viên bên phía của Bung không hề hay biết. Đó là Ponbit. Và Fake Clan ơi, Fake Clan làm gì đây? Alpha vừa bị Bung rồi. Vẫn là những tiếng solo em quá hay của Ponbit. Double kill dành cho player này và Tego dừng chân ở vị trí top 5 với 6 kill. Cái góc ai rào cái thành viên bên phía Team Bung Sport, cái cách mà họ khai thác được một bồi xương cá. Đó là quá đẹp, còn Leon vừa rồi cũng đã bật nằm lại với cái thành viên bên phía Team Fake Clan. Nhưng một mình Night Noi không thể làm gì được hơn khi đây là 4 thành viên bên phía Team Boomy Sport. Night Noi 1 chấm máu. Vâng, làm sao để Night Noi có thể chống đỡ được đây? 17 điểm kill dành cho cái thành viên bên phía Team Boomy Sport. Và bây giờ thì họ quyết định là ép lên 1v4. Top 1 ở trong trận đấu thứ hai này nó sẽ thuộc về cho đại diện Indo Boomy Sport ở đầu bảng xếp hạng với một trận đấu top 1 18 kill.
thể hỗ trợ cho Nopi, và Parazin với 12-49 đang quyết định đẩy lên và tìm vào vị trí của Jamme. Góc này thì cầm súng lên và bắn nhau thôi em ơi. Đối phương đã ở trước mặt rồi, nhưng ở phía sau thì đã có một đội tuyển nào đó khều vào. Parazin, M249. Bắn từ dưới bắn lên là thực sự khó cho Parazin, và bây giờ thì là cái top thứ 9.